Và hôm nay Naomi muốn chia sẻ với mọi người một cái topic là Open Business Bank Account. Có lên Open Business Bank Account hay không? Và cách Open Business Bank Account như thế nào? Xin chào các bạn. Thế là cũng đã được hơn một tháng rồi. Và Naomi đã ra những cái clip của mình vào đúng 2 giờ chiều và được mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình và tuyệt vời. Naomi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hôm nay Naomi muốn chia sẻ với mọi người một cái topic là Open Business Bank Account. Có lên Open Business Bank Account hay không? Và cách Open Business Bank Account như thế nào? Các bạn, nếu các bạn là sole trader hoặc các bạn là LTD thì các bạn là sole trader thì không bắt buộc là các bạn phải mở cái business bank account, nhưng còn LTD thì bắt buộc, đúng không? Nhưng mà những cái lý do gì, cái thuận lợi gì mà chúng ta lại mở business bank account? Vì thứ nhất là như các bạn gần đây các bạn biết rằng là cái tiền grant của chính phủ về cái 10.000, 25.000, đúng không ạ? Thì nếu mà những bạn mà chưa mở business bank account thì cảm thấy rằng rất là khó khăn và rất là khó khăn để claim cái tiền này và cũng mất thời gian. Nên là chính vì vậy các bạn đấy là cái điều kiện thứ nhất. Và thứ hai là các bạn biết rằng tài khoản cá nhân thì thường mục đích của nó thì chỉ dùng để cho mục đích cá nhân thôi, đúng không? Nếu mà tiền của các bạn in out nó quá nhiều thì cũng đây là một cái question mark cho FMC. Nếu mà các bạn nếu mà tiền mặt nó vào quá nhiều. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề về điều tra thuế. Khi mà các bạn mở business bank account thì tiền nó sẽ clear hơn, nó không trộn lẫn, nó không pha lẫn với tài khoản cá nhân của bạn. Có thể là tiền chi ra, tiền chi vào, đấy gọi là expense hoặc là income thì nó sẽ clear hơn và cũng rất là dễ dàng để cho HMRC và có thể loại trừ cái khả năng mà bạn bị điều tra thuế. Vấn đề thứ ba ở đây là nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp thì các bạn biết rằng là rất là khó khi mà các bạn làm kinh doanh mà bắt bạn gửi một cái tài khoản cá nhân thì rất là khó để làm doanh nghiệp, đúng không ạ? Nên khi mà các bạn chuyển khoản công ty thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Vấn đề thứ tư thì khi mà các bạn mở cái tài khoản, khi mà các bạn biết rằng là 2 năm gần lại đây, đúng không ạ, thì rất là khó để các bạn cho tiền mặt vào bank, và các bank thì gần như loại bỏ cái bank in đó, các bạn mang cash ra để bank in rồi. Nên là khi mà bạn có bạn làm cái business bank account thì bạn thường có một cái pay slip, một cái slip mà bạn, nếu mà bạn muốn gửi khách hàng của bạn muốn gửi tiền mặt cho bạn chẳng hạn, thì bạn chỉ cần gửi cái slip này đến nhà cho các khách hàng đó và khách hàng của đó có thể chuyển tiền vào tài khoản của các bạn. Đó, thì cái phí mà các bạn phải trả hàng tháng, các bạn nếu mà bạn dùng Loi thì hiện tại thì Naomi rất là các bạn sẽ được 18 tháng free cái business bank service, và sau 18 tháng thì các bạn phải trả, thì cái phí trả nó không nhiều lắm, nó rơi vào từ 6 đến 8 đồng thôi, nó không nhiều lắm. Đó, thì đấy là tất cả những cái thuận lợi để business bank account. Còn để mở thì cần những giấy tờ gì và trong vòng bao lâu các bạn sẽ mở được business bank account? Thì đối với văn phòng kế toán của Naomi thì tặng tất cả các khách hàng là kế toán của công ty Naomi làm free, sẽ giúp các bạn mở miễn phí. Đó, thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Dạ vâng. Thì các bạn chỉ, tại vì khi mà làm kế toán thì bên phòng của Naomi có tất cả các thông tin của bạn rồi, thì các bạn chỉ cần yêu cầu thì các bạn sẽ mở, thì các bạn chuyên viên sẽ mở cho các bạn thôi. Và nếu các bạn không phải là khách hàng kế toán của công ty Naomi thì Naomi sẽ hướng dẫn cách các bạn mở. Thì các bạn có thể mở trực tiếp online. Các giấy tờ cần thì các bạn cần ID, cần địa chỉ. Và tất nhiên là như cái video đầu tiên, đó là khi các bạn đăng ký dưới dạng company house thì các bạn sẽ đăng ký, sẽ có cái số company number để các bạn mở. Thì các bạn sẽ fill vào cái bank mà các bạn muốn. Ví dụ các bạn muốn dùng Barclays, Santander, Halifax hay bên gì thì bạn vào website để bạn fill in. Bạn cung cấp tất cả các giấy tờ như là business company house address và cái passport ID của các bạn. Nếu mà các bạn trùng ấy, ví dụ các bạn có Loi cả tài khoản Loi hoặc là tài khoản Standard cá nhân rồi mà các bạn muốn mở business account thì nó có thể sẽ dễ dàng hơn. Có rất là nhiều bank thì sau khi bạn đã fill in rồi thì họ sẽ verify bằng dạng bạn ra branch để bạn
check lại toàn bộ giấy tờ. Còn giấy tờ còn rất là nhiều brand thì họ sẽ gửi, họ nếu mà họ verify xong họ sẽ gửi thẳng cái thẻ về đến nhà bạn. Đấy, Naomi chúc các cộng đồng người Việt Nam ở UK chúng ta làm ăn phát triển và càng ổn định hơn. Naomi cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.